Xin chào tất cả mọi người. Tôi đang đứng trước cái cửa cổng vào của khu Đức Phát 1 ở quốc lộ 13, tỉnh Bình Dương. Nó thuộc về huyện Bào Bàng đó mọi người. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào cái khu dân cư Đức Phát 1 này xem nó như thế nào. Mời mọi người cùng đi nha. Đây là cái cổng vào của khu dân cư Đức Phát đây. Một cái cổng quen thuộc, nếu mọi người lên web mọi người sẽ thấy ha. Đây, đây là cái cổng này. Mình sẽ vô cái cổng mình xem thế nào này. Chủ đầu tư là công ty trách nhiệm MTV. Khu phố 3, Bình Phước B, Bình Chững, Thuận An gì Bình Dương gì. Đó là chủ đầu tư. Đây là cái cổng vào của khu dân cư Đức Phát 1. Đây, vô đây cho mọi người xem ha. Thì cái đường chính nó vào như thế này. Cái khu dân cư Đức Phát này nó có một cái vị trí cũng rất là tốt. Khi mà mặt tiền của nó là quốc lộ 13. Còn mặt sau hình như là đường DH516, là đường huyện mọi người. Để xem lại cho chính xác nha. Đó, thì mọi người đang quan sát là cái khu dân cư Đức Phát 1 đây nha. Diện tích là khoảng 6 hectare, là 59.876 mét vuông. Số lượng sản phẩm là khoảng 562 nền đấy mọi người. Đó, thì tôi đang chạy cho mọi người xem ha. Thì không biết là mọi người có thông tin gì nhiều về cái dự án này không ha. Tại vì tôi cũng không biết về thông tin nhiều về dự án này lắm. Nó là gồm hai mặt tiền quốc lộ 13 và DH516. Thì mình đang có chạy tới là đường DH516, là đường huyện 516 đây mọi người nha. Đó, thì để tôi vòng lại, tôi qua cái cổng bên kia. Đây là đường DH516. Mọi người thấy mưa tới nữa. Đi view gặp mưa hoài mọi người à. Thì bây giờ tôi sẽ quẹo vô cái cổng này. Đây là khu dân cư Đức Phát 1 nha mọi người. Thấy cũng đẹp mà. Thấy khu dân cư này cũng đẹp mà. Không biết là tình hình pháp lý rồi sổ như thế nào. Nếu ai có thông tin ở dưới thì mình nhập vô nha. Mình gõ comment ở dưới để cho mọi người cùng tham khảo nha. Tại vì cái dự án này tôi cũng không rành, mà không biết có tai tiếng gì nhiều không. Mà thấy không có cất nhà, không thấy ai cất nhà. Có một số dựng lên rồi bỏ hoang vắng đó luôn. Thì mọi người cập nhật dưới thông tin phụ giúp mình nha. Đó, phía trước nó là quốc lộ 13 đó nha mọi người. Tôi sẽ vòng qua đây, sợ chạy lên đó nó trở thành ngược chiều. Đường phố thì có chỗ làm rồi, có chỗ chưa làm, có chỗ để toàn là đá thôi. Mọi người thấy không, đường thì có chỗ thì đã trải nhựa, có chỗ thì chưa. Bỏ, nói chung là hình như họ cũng đã bỏ phế luôn rồi, họ không có làm nữa hay sao mọi người nha. Cái này thì tôi không biết được. Để có gì lên mạng mình nghiên cứu thêm về cái khu này nha. Đây, chạy ra, nói chung là chạy vòng vòng hình như không thấy đường rẽ qua nha. Để kiếm cái đường nào rẽ qua bên kia nữa cho mọi người. Đây là khu dân cư Đức Phát 1. Bên kia có đường vào không?
để mình xem coi. Thấy quy mô cũng khá là tốt đó nha, nhưng mà chắc bị vướng pháp lý hay gì rồi nên nên không có tiếp tục xây dựng nữa, để ngưng hoạt động rồi, không có dân cư nhà ở gì cả nha mọi người. Thì cái này mình không biết thông tin, thì mọi người nếu mà ai có thông tin thì cung cấp thêm nha. Đây có một tôi thấy cái dự án này khá là lâu rồi, cũng khá là lâu rồi, nhưng mà sao thấy nó vẫn như thế này ta, mọi thứ đều ngưng lại hết, chắc lại bị vướng cái gì đó rồi nha mọi người nha. Mình đang chạy vô con đường này nó khá là dằn, nó sẽ bị rung ấy. Đây là khu dân cư Đức Phát 1 nha mọi người. Đây là cái công viên quen đây. Nói về tổng thể thiết kế thì tôi thấy cũng khá là ok mọi người, khá là đẹp, vuông vức, mọi thứ đều rất là tốt. Mà không biết sao lại bị tình trạng này thế này ta. Thấy cũng rất là ngon mà ta. Biết có bị gì không mà mọi người. Tôi về tôi sẽ đọc kỹ về cái thông tin về cái dự án này, rồi sẽ cung cấp cho mọi người xem, mọi người xem hiểu rõ hơn ha. Nếu ai có thông tin trước thì gửi giúp mình nha. Wow. Nói chung về thấy về hạ tầng nè, không nói về hạ tầng, về đường phố nha, rồi công viên nè, thì cũng khá là bài bản, mà hình như là đã ngưng hoạt động cũng khá lâu à. Ngưng cung cấp dịch vụ hoạt động ở khu vực này khá lâu nha mọi người. Đây là khu dân cư Đức Phát 1, thì chắc bị vướng vô mấy cái vụ đất ảo đất gì không ta. Cái này thì tôi cũng không biết được, nhưng mà nói chung là thấy nó tương đối là đẹp, tương đối là đẹp. Cái này mà điện đồ vô rồi dân cư vô ở thì cái khu này cũng rất là đẹp, nó cũng không thua về dự án Quanden Center City 1 của Kim Quanh ở trung tâm thị xã Bến Cát mọi người. Một vị trí khá là đẹp đấy chứ, không thấy hình như là chắc bị cái gì rồi nên không có buôn bán gì, tất cả đều đã ngưng hoạt động rồi. Thì nó là như vậy thôi, tại vì mình cũng không có gặp một sale nào nên cũng không biết nhiều thông tin đâu. Mời mọi người xem, nó này là bỏ hoang luôn à, hoang hóa hết rồi nha mọi người. Tất cả đều đã dừng xây dựng. Vậy là tôi nghĩ là nó bị vướng pháp lý rồi. Mọi người thấy không? Wow. Đẹp. Đường nhà cửa đó nè, tất cả đều đã dừng hết rồi, không còn làm gì nữa hết nha. Bây giờ tôi sẽ chạy xuống cái đường 516 này, DH gì đó, để đi về, đi về bên cát này. Mình chạy ra ngoài ngoài trước thì nó sẽ bị vướng ngược chiều, chạy lên dòng lên sợ xa. Như mọi người thấy đó, đây là khu dân cư Đức Phát 1 nha, nơi hội tụ tinh hoa, nhưng mà tất cả đều đã bị ngừng hoạt động hết rồi. Cũng cỡ như ông Đức Phát 3 đấy, cũng cỡ như Đức Phát 3 đấy. Ồ, vậy là cái nhà đầu tư MTV gặp nhiều rắc rối nè, có nhiều vấn đề lắm đây.
giờ tôi ra đường DH, DH gì đó nãy mới nói mà quên. Đường DH 56 để về, để về Bến Cát, đi về quốc lộ 13 về thành phố luôn. Thì cái video clip mà view cái dự án Đức Phát 1 ở quốc lộ 13 của tỉnh Bầu Bàng, yêu huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương đến đây là hết rồi. Xin cảm ơn mọi người đã xem clip nha, và xin hẹn gặp lại mọi người ở cái video clip khác, view các dự án khác cũng như là con đường khác, và chúc mọi người vui vẻ. Tạm biệt ạ.